Một ngày mưa gió, bên đơn vị em Thảo lại về quá nhiều hàng, những dụng cụ cần thiết dành cho các bác nhà mình chăm cây. Thì hôm nay em sẽ đăng tải đây là những cái đầu kéo mà trong thời gian vừa qua đây là một cái sản phẩm hot trend nhất nhé. Giá cực kỳ là rẻ. Và với đồ chăm cây mùa mưa thì em sẽ có đủ để các bác nhà mình đang tham khảo kích rễ, kích mầm. Hoặc là các bác nhà mình đang cần những gói cứu cây cấp tốc. Đặc biệt là dây nhôm đen uốn cây cảnh đây các bác này. Dây nhôm đen uốn cây cảnh thì em đang cung cấp tới các bác các anh là từ 1 ly cho tới 8 ly. Và với kho dây bên em thì em đang có 3 kho dây nhá. Đấy, và cái giá thời điểm này bác nào anh nào mà đang quan tâm tới dây nhôm đen ý, hãy đặt ngay ở đơn vị em Thảo, bởi vì giá nó đang lên rất nhiều. Nhưng mà nhà em có 3 kho cho nên là giá vẫn để từ các bác với cái giá thấp nhất luôn. Về đồ chăm cây thì sao? Trong mấy ngày hôm nay mưa thì đến 70% là các bác nhà mình đang quan tâm tới những cái dụng cụ để chăm bón cây, để chuẩn bị vào xuân. Thì hôm nay em đã chi tiết tới các bác nhà mình các loại để các bác nhà mình tham khảo nhé. Những cái dụng cụ này thì giá 5.000, 10.000, đấy giá hơn cũng có. Đấy, đầu tiên là em sẽ đưa tới các bác là một cái dòng keo liền sẹo. Nhà em thì chuyên cung cấp dao ghép keo liền sẹo. Đây ạ, keo liền sẹo này thì nó có giá là 25.000 đồng trên một nọ nhé các bác anh nhé. Keo hồng 25.000 đồng trên một nọ. Còn nếu như các bác nhà mình sử dụng cao cấp thì sử dụng keo đen, keo xám nhé, chứ không phải đen đâu. Đây ạ, keo xám này thì 60.000, em đang giảm giá còn 50.000 của Mỹ Tiến. Cái này thì sẽ có lọ to và lọ nhỏ. Đấy, các bác nhà mình mà sử dụng lọ keo hồng to này này thì nó là 60.000 đồng trên một nọ. Còn lọ keo đen to thì giá của nó là 100.000 đồng trên một nọ nên các bác anh nhé. Đây ạ, những lọ keo liền sẹo chuyên nghiệp dành cho các bác nhà mình làm cây. Còn về truyền dịch thì sao? Truyền dịch thì là một cái sản phẩm mà 1.000 bác chăm cây thì chắc chắn là phải đến 950 bác đang cần. Cái dịch chăm cây thì đây là em đang cung cấp từ các bác một cái dòng dịch mà các bác nhà mình cứu cây cấp tốc. Cây công trình, cây mới đánh về, cây yếu, kẹt rễ vàng kém sức sống và nhất là cây trồng trong chậu. Đấy, một gói truyền dịch này em đang đưa từ các bác là cái giá có 150 nhé. Thì nó có rất nhiều loại. Nếu như các bác nhà mình muốn mua cao cấp hơn hoặc là các bác muốn mua rẻ hơn, bên đại lý em sẽ có và gửi đến tận nhà các bác anh luôn. Đấy, còn về bên này, bên này là những cái quả cho quả siêu ngọt này. Bình phun, bình phun thì dành cho gì? Bình phun thì dành cho thuốc muỗi, thuốc kiến và tất cả các loại thuốc nhé. Thì ở video ngày hôm nay, thuốc muỗi và thuốc kiến là một cái sản phẩm rất cần cho các bác. Thuốc kiến thì đầu tiên là dành cho các bác anh nhà mình chăm cây đây. Thuốc kiến đây các bác này. Thuốc kiến này thì có 5.000 đồng một gói thôi, nhưng khi các bác nhà mình trồng cây trong chậu thì các bác biết đấy, nếu như mà mình mà không để ý thì kiến nó đục hỏng chết hết cây. Nếu như đem ra đồng mà trồng hoa màu mà các bác nhà mình trộn cái thuốc kiến này vào này thì sẽ không có một con kiến nào cắn củ, cắn quả của các bác nhé. Giá của nó là 5.000 đồng trên một gói và các bác nhà mình trộn rất chi là nhiều. Đối với các bác sử dụng trong bếp thì nó còn diệt cả gián này. Thì rất nhiều bác hỏi em là có thuốc không? Em có nhá, có thuốc bọ trĩ, rất chi là nhiều loại đấy ạ. Còn đây là thuốc muỗi Nhật. Thuốc muỗi Nhật đây là một cái dòng sản phẩm mà em đã đưa tới các bác quen thuộc rồi. Có những bác mua cả chục lọ cho cả anh em, cả người thân. Đấy, có bác thì mua để bán, có bác thì mua dùng nhà nhiều chuồng trại, chuồng heo. Đấy, thì các bác nhà mình hãy sử dụng cái lọ thuốc muỗi Nhật này nhá. Đây là dòng thuốc muỗi Nhật dòng 600EC, là loại 1 giúp các bác nhà mình diệt hết sạch muỗi. Còn đối với ruồi thì sao? Các bác nhà mình có thể kết hợp ruồi nhé. Nhà các bác chuẩn bị có cỗ rồi phải không ạ? Hoặc là nhà các bác gần nhiều cái vùng nhiều ruồi thì các bác sử dụng ngay cái thuốc ruồi kinh này cho em. Cái này thì pha với 2 lít nước và các bác thì mình có thể phun với diện rộng là 60m. Để cái dòng này thì nó là của Bộ Y tế, nó rất chỉ là an toàn. Các bác phun sáng thì ruồi chiều chết nhé, bởi vì em đã thực hành và thí nghiệm hết rồi. Nó là 50.000 đồng cho một gói. Và nhất là nhà bác nào mà nhiều trâu bò chuồng trại đấy, nhiều ruồi muỗi đấy thì cần phải diệt cấp tốc luôn, thì các bác sử dụng cái gói thuốc ruồi này. Đấy, em có phân gà Nhật nha các bác nhá. Phân gà Nhật dành cho các bác nhà mình chăm cây. Phân gà Nhật thì nó đang là 30.000 đồng trên một gói 1 cân các bác ạ. Đấy, còn về những cái sản phẩm trong này thì sao? Kích rễ và kích mầm thì là một cái dụng cụ rất cần thiết trong mùa chăm cây của năm nay. Thì với H101 là của Nhật này, kích rễ của Mỹ em có đa loại luôn. Đấy, các bác dùng loại nào? Đấy, về cái kích rễ của Nhật này thì em đang gửi xỉ lẻ trên toàn quốc nhé. Nếu như các bác nhà mình mà chưa sử dụng được cái loại nào tốt thì các bác hãy sử dụng loại này cho em. H101, giá của nó người ta có thể bán là 60 hoặc 50, nhưng đã đến với đại lý em là một đại lý giao xỉ và lẻ thì em sẽ lấy các bác nhà mình là 40.000 đồng trên một lọ H101. Đấy, còn về phân đạm chì thì sao? Đạm chì này thì các bác làm cây thì nó là một cái loại đạm đặc biệt để các bác nhà mình chăm bón cây. Thì em đang gửi tới các bác gói 6 lạng này.
là 100.000, còn gói 2 lạng là 40.000. Thì các bác nhà mình cần dùng loại nào? Đấy, còn về HB101 thì nó là kích rễ kích mầm nhá. Hôm qua thì em vừa trồng một vườn cây, quên không quay cho các bác xem, toàn chanh thôi. Thì em cũng cần phải dùng kích rễ này, thì em sẽ thử mỗi loại một lọ nhá. Còn về các bác nhà mình mà làm cây công trình này, muốn cái số lượng giá nó thấp hơn mà sử dụng nó ok, thì các bác sử dụng cái kích rễ gói tím này cho em. Cái gói tím này 15.000 đồng một gói, cái này rất chi là hay. Đặc biệt cái gói tím này các bác sử dụng được dâm cành. Tất cả các loại kích rễ đều dâm cành được, nhưng có một loại là không được nhá. Tẹo sẽ quay về loại đấy cho các bác nhà mình xem. Cái kích rễ tím này nó đang là 15.000 đồng trên một gói. Đấy, pha đậm đặc là 8 lít nước để dâm cành. Còn nếu như mà pha loãng ấy thì các bác nhà mình được với 100 lít nước trên một gói này, pha đều trên diện rộng tưới cây. Còn đối với các bác nhà mình mà cần cái kích rễ của dòng USA Macros này nhá, cái này là 20.000 đồng trên một lọ chiết xuất, và từ 5 lọ là em miễn phí ship hoàn toàn. 5 lọ là em miễn phí ship hoàn toàn. Cái này là cái kích rễ Macros nhá. Đấy, các bác nào mà xem được video mà có Zalo thì hãy kết bạn Zalo với em để em tư vấn các bác về những cái sản phẩm. Còn cốc 85 dành cho các bác nhà mình chăm mai trong cái dịp Tết này em về rất nhiều luôn. Cốc 85 là một cái dụng cụ chơi cây cảnh thì 100% các bác sẽ rất cần cốc 85. Đấy, còn B1 Thái thì đặc biệt ngày hôm nay em đã có lửa lít rồi đây nhá. Rất nhiều bác dặn em lửa lít thì hôm nay đã có lửa lít rồi. Cái này thì B1 Thái nó sẽ có 1 lít lửa lít vào chai nhỏ như này. Nếu như vườn ít thì các bác sử dụng chai nhỏ này cho em thôi. Về dòng B1 Thái thì các bác nhà mình sẽ mua cái màu xanh đậm này nhá. Nó là cái loại cao cấp số 1, vừa có vitamin, vừa có chất kích dễ kích mầm cho cây. Rất chi là tốt, giá 40.000 đồng trên một lọ này. Còn lọ to này thì giá của nó là 130. Đấy, còn lọ 1 lít nữa của trong kia thì nó là 200.000 đồng trên một lọ các bác anh ạ. Đấy, và em có cả Atonic của Nhật dạng hộp và dạng lọ nha. Để Atonic đây. Atonic thì nó là cái dòng thuốc tăng trưởng dành cho các bác nhà mình chăm cây. Đây, ví dụ như dạng hộp. Nếu như các bác nhà mình muốn dễ sử dụng nhất thì một hộp này nó có 10 gói này. Đấy, và trong 10 gói này thì nó chia ra một cái dạng nhỏ, thì thể tích của nó cũng như cái chai kia, nhưng mà dùng cái này nó sẽ tiện ích hơn. Nó sẽ là gói nhỏ nhé, 100.000 đồng trên một hộp này. Đấy, còn lọ kia nó cũng là 100.000 đồng. Atolic chuyên để tăng trưởng cho cây. Còn về thuốc thì sao? Các bác nhà mình đang hỏi em về thuốc mối phải không ạ? Thuốc mối em có hai dạng mối nhá. Một loại là mối bột 100.000 đồng trên một lọ này. Cái này nếu như mà ở trong thân cây gỗ nó đục sập, đục cột kèo thì các bác nhà mình sử dụng mối bột. Và nếu như mà kênh đê đập đào móng nhà thì các bác phải sử dụng mối nước nhé. Em có cả thuốc mối nước. Đấy, còn về một cái loại thuốc nữa đó là thuốc bọ trĩ. Bọ trĩ thì hôm nay em siêu nhiều luôn. Bọ trĩ này các bác biết tác dụng của nó ra sao không? Riêng ở nhà em mới có cái bọ trĩ để cho các bác nhà mình sử dụng tốt nhất. Về cái dòng bọ trĩ này thì em đang đưa tới các bác là lưu dẫn 2 chiều. Rất nhiều bác chưa hiểu về lưu dẫn 2 chiều như nào thì hôm nay em sẽ chia sẻ tới các bác nhé. Cái dòng bọ trĩ lưu dẫn 2 chiều này thì các bác dùng mà cái con bọ trĩ mà nó có muốn quay trở lại để trích hút ấy cũng không quay trở lại được. Bởi vì cái mùi, cái thuốc là nồng độ của nó rất là nặng. Còn với những cái dòng bọ trĩ bình thường, bởi con bọ trĩ nó còn khó diệt nhất. Các bác nhà mình bơm sau có thể lửa tháng sau nó có thể lột xác và sống trở lại. Nhưng con này lột xác ra là chết và quay trở lại cũng sẽ chết luôn. Và với cái tiêu bọ trĩ này thì em đang đưa tới các bác diệt được bọ phấn, dẹp sáp, dày xanh, bọ nhảy, bọ trĩ, dày lâu và ruồi vàng. Đặc trị luôn nhé, cái này là thuốc sâu nên là các bác nhà mình đeo găng tay bảo vệ cẩn thận. Và mua một thì em sẽ tặng một, tất cả các bác nhà mình mua một gói kích rễ này thì em sẽ tặng cho các bác một gói bám dính. Một gói này sẽ phun được 25 lít nước, phun trên diện rộng nhé, phun cả lúa luôn. Đấy, 30.000 mua một gói tặng một gói. Bác nào mà phun cây hoa màu hoặc là phun về cây cảnh cũng rất chỉ là ok nhé, các bác gọi là tiêu bọ trĩ. Đấy, còn về phần trên này thì em sẽ, đây là siêu lân xanh. Sắp đến dịp các bác làm cây rồi. Đấy, siêu lân xanh thì nó là cái hàm lượng lân xanh của nó là 10, 50, 50. Cái này là nó tạo mầm, tạo hoa cực mạnh, tạo chồi ra hoa đồng loạt luôn. Cái này là 40.000 đồng trên một lọ nhé. Đấy, và em sẽ có là, các bác thì mình cần la lô bạc này. Em có la lô bạc. La lô bạc thì bác nào làm cây cũng biết. Đấy, và tiếp tới thì em sẽ đi về phần bên này nhé. Về phần bên này là một cái dụng cụ rất cần thiết cho các bác nhà mình chăm cây trong mùa năm nay. Bởi vì trong cái mùa năm nay thì các bác đang muốn kích hoa, kích mầm, kích chồi đủ loại luôn. Thì em sẽ đưa cho các bác đây này, cái kích rễ Mỹ loại chiết xuất này. Loại này đắt lắm nhé các bác nhé. Loại này 100.000 đồng trên một nọ này. Còn về những cái loại của Mỹ hàng to đây. Kích rễ của Mỹ hàng to thì các bác nhà mình đã xem tới Biorot hàng nhập khẩu từ Mỹ này chưa? Đây là một loại bản quyền số 1 của Mỹ luôn các bác ạ.
Đấy, nếu như các bác mà muốn sử dụng loại tốt thì các bác sử dụng lọ này. Nó là 450.000 đồng trên một lọ, em điện phí ship nhá. Thể tích của nó là 473. Còn nếu như các bác nhà mình mà muốn mua 1 lít thì nó là 800. Đấy, 1 lít nó là 800. Còn đối với các bác nhà mình mà sử dụng kích dễ Mỹ loại phổ thông là loại trắng này thì em đang có hai loại, một loại 150, một loại là 250. Thì cái lọ đại để là 250 nha các bác nhá. Kích dễ của Mỹ. Đấy, cách hướng dẫn sử dụng của nó rất chỉ là dễ, đã in trên bao bì. Đây, cái này là kích mầm của Mỹ này. Đấy. Còn về cái lọ đen này thì nó tiếng của nó sẽ là tiếng loang nước ngoài hết nhé. Các bác muốn chưa biết cách thì em sẽ phiên dịch ra giấy và gửi cho các bác luôn. Đấy, còn những lọ ba màu này nó là 40.000 đồng trên một lọ. Cái này thì nó là đặc biệt hàng nhập ngoại, nguyên liệu nhập ngoại, cực kỳ là tốt, 40.000 đồng trên một lọ. Đấy, còn về cái lọ phân bón vi lượng này. Đấy, cái này là hấp thu tối đa phát triển toàn diện. Cái này là da dễ cải tạo cho đất nhé. Cái này là 200.000 đồng trên một lọ. Đấy, còn về những cái loại 10.000 đây ạ. 10.000 là kích mầm, kích chồi. Thì trong mấy hôm vừa rồi, một ngày em xuất cho các bác nhiều quá, nhất là kích mầm trong cái đợt này. Một cái loại mà em không đăng tải nhưng mà các bác nhà mình vẫn cứ gọi điện tới, một ngày cứ hàng nghìn gói, vừa giao xỉ vừa giao lẻ. Nó có 10.000 đồng một gói thôi, nhưng đây là em đang đưa từ các bác là hàng nhập ngoại, nguyên liệu nhập ngoại các bác nhé. Cái này thì nó là siêu bật chồi nhanh, da dễ, xanh lá và to lá mượt lá cho tất cả các loại cây hoa màu. Đấy các bác này, 10.000 đồng trên một gói kích mầm, bật mầm này. Đấy, còn về phần trong này thì em có ra hoa kết quả, tạo quả và kích hoa trong dịp xuân, dịp Tết này các bác nhé. 10.000 đồng trên một gói, đây là kích hoa đào, hoa thân cứng. Còn nếu các bác nhà muốn mua cái gói kích hoa đa năng các loại hoa thì nó chỉ có 10.000 đồng cho một gói thôi. Đấy, còn về đây là những gói kích rễ này. Gói kích rễ là 50.000 của Humix nhá, loại đặc biệt dành cho cây trồng, cây cảnh cũng rất chỉ là ok, 50.000 đồng cho một gói. Còn nếu các bác nhà mình mà đang cần Chico Đờ Ma ủ cá, ủ rác, ủ phân chống thối thì các bác hãy sử dụng cái này cho em. Cái này nó là dòng như là thuốc nhá các bác nhá, nó chuyên để ủ khử mùi, 100.000 đồng trên một gói. Đấy, còn cái này là đà siêu ngọt này. Nếu như các bác nhà mình trồng cây trong chậu mà cần một cái gói để cho quả siêu ngọt thì sử dụng cái này. Giá của nó 60.000 đồng trên một gói thôi. Đấy, còn về trên này là em có L3M nhá, keo liền sẹo xanh dành cho các bác nhà mình làm cây công trình. L3M 30.000 đồng trên một nọ. Kích hoa lan và kích rễ các loại. Đấy, còn về bên trong này thì em là dây nhôm và bàn quay nhá. Tất cả những cái dụng cụ này thì hiện tại em đang nhận gửi và ship tới tận nhà. Và bác nào, anh nào mà đang quan tâm tới đất Nhật Akama thì hiện tại đất Nhật Akama em có đủ size, đủ số, đủ tất cả các loại luôn. Đất Nhật là em đưa tới các bác loại tốt mà loại là gần 10 cân, có size SS, SML. Đấy, đủ hết nhé, 300.000 đồng một bao, em miễn phí ship. Đấy, và với đại lý bên em thì sẽ có vô vàn những cái sản phẩm hay. Khi xem được video này, các bác nhà mình mà quan tâm tới nhiều sản phẩm, nhớ follow, đăng ký kênh của em, theo dõi kênh của em để xem được rất nhiều những cái sản phẩm hay các bác anh nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.